Tin từ tiểu bang Washington về khóa huấn luyện dạy Việt ngữ cho giáo viên, phụ huynh cũng như những người quan tâm tới dạy Việt ngữ. Một khóa học đã bắt đầu trong buổi tiệc với sự họp mặt của nhiều phụ huynh, thầy giáo dưới sự chủ tọa của Linh Mục Tổng Quản nhiệm Hoàng Phượng. Có khoảng gần 10 trường Việt ngữ đã có đại diện tham dự. Tiến sĩ Kim Oanh, Ủy viên khu học chánh Garden Grove đã ca ngợi tinh thần dạy Việt ngữ ở hải ngoại. Trường nào lúc mới đầu cũng trải qua cái thời gian giống nhau như vậy, là lúc nào cũng thiếu thầy cô giáo, lúc nào cũng thiếu tiền, lúc nào cũng cần chỗ yên ổn. Em cũng biết đó, cũng cùng cái nhu cầu đó thôi, nhưng mà mỗi một trường hay mỗi một nhóm nhỏ đó, họ cứ thế, họ cứ âm thầm họ lo lắng những cái nhu cầu của họ, mình họ thôi. Đó là thứ mình mong muốn, là có một cơ hội để cho các trường ngồi lại, tại vì mình cũng đi về một cái hướng đó, mình cũng có từng cái bước đường như bước phải trải qua, mình cũng có những cái khó khăn trở ngại giống y hệt như nhau, tại sao mình không có giúp đỡ nhau? Không những chỉ giáo viên mà phụ huynh cũng đóng góp về sự tích cực tham gia của họ. Để chúng ta thấy là các thầy cô giáo ở đây rất là trẻ, có nhiều cái nghị lực, cố gắng rất là nhiều. Dịp này các phụ huynh cũng góp ý. Em muốn hai cháu nó biết tiếng Việt là tại vì em là người Việt Nam. Nghĩa là trên trường thì nó có cái community, nó có những đứa trẻ cũng cùng tuổi. Khóa huấn luyện đã thu hút khoảng 120 học viên, vừa là giáo viên và những người quan tâm tới việc dạy Việt ngữ trong cộng đồng tị nạn. Đây là cái thư pháp mà nó nói lên cái thông điệp của ban tổ chức cũng như các cái trường Việt ngữ, là muốn cho con em mình bên cạnh việc nói lưu loát và học giỏi ở trường Mỹ với tiếng Anh thì nó cũng không quên tiếng Việt. Thì cái câu mọi người đã nhìn nhận công trình soạn thảo công phu, kể cả những DVD dạy Việt ngữ của giáo sư Nguyễn Lâm Kim Oanh, đồng thời cũng có nhiều phương pháp giảng dạy do học viên địa phương. Khóa học được ghi nhận là hữu ích, kéo dài trọn ngày thứ bảy. Mọi người ra về trong tinh thần hân hoan và ban tổ chức đã hẹn sẽ mở thêm khóa kế tiếp vào trung tuần tháng 8-09 sắp tới. Thông tấn viên Hoài Hương và Bảo Đôn, SBTN và người Việt Tây Bắc tường trình từ Seattle, tiểu bang Washington.